chiến thần doanh số của Mitsubishi, đại công thần của Mitsubishi, một chiếc xe có thể chen chân vào trong phân khúc ABV và định hình thương hiệu Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Mitsubishi Xpander 2021 anh chị, chiếc này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, đi chỉ mới có là 18.000 cây, điện số thành phố Hồ Chí Minh, một chủ sử dụng từ đầu. Và xin chào tất cả các anh chị mình đang xem kênh Phú Huệ Auto Sài Gòn, chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi xe ô tô đã qua sử dụng của tất cả các thương hiệu anh chị nha. Toyota nè, Mazda, Kia, Mitsubishi, Lexus bên em vẫn có làm luôn anh chị nha. Mua bán, trao đổi và ký gửi xe qua sử dụng. Gần xe đáp ứng điều kiện cơ bản giúp em là xe không bị đâm đụng ngập nước. Và một cái là pháp lý chuẩn thì bên em đều mua bán và trao đổi hết luôn anh chị. Em vừa mới về được thêm và điều 21 bản Tết với lại Vios bản G, Vios G 2021. À em xin lỗi, 2019, phim này 2019 anh chị nha. Thì em ở địa chỉ số 54 Lương Định Của, phường An Cánh, quận 2, đối diện chỗ trường Hay Nghiêm nè anh chị nha. Anh chị mình đi từ hướng cao tốc Long Thành Dầu Dây vào thì em cách tầm khoảng 2 cây. Còn anh chị mình đi từ nội thành ra Lương Định Của Trần Não thì mé bên này giúp em nha. Em cũng cách tầm khoảng 2 cây mấy, gần 3 cây đó anh chị. Bên đó thì nó hơi kẹt một tí xíu do nó đang có cái lô cốt nó đang xây dựng á. Thì bữa sau xây xong đường nó thoáng, đi thoải mái vô tư luôn đó anh chị. Thì số điện thoại liên hệ của em 0937003355. Em để trên góc trái màn hình anh chị nha. Đấy thì rất là mong nhận được sự ủng hộ của anh chị khi mình có nhu cầu mua bán, trao đổi và ký gửi xe ô tô đã qua sử dụng. Thì không làm mất thời gian thêm của anh chị nha. Chiếc Xpander 2021 phiên bản số tự động đi 18.000 cây. Chiếc này em chào bán với giá là 540 triệu anh chị nha. Em có rút hồ sơ gốc luôn cho mình. Thì bây giờ theo cái thông tư 24 mới về việc định danh biển số thì tất cả các xe anh chị nhé, không cần biết là xe ở thành phố hay là xe ở tỉnh hay là xe ở mua về đâu, chỉ cần ký mua bán sang tên thì tất cả đều phải rút hồ sơ gốc hết luôn anh chị nha. Bên em sẽ có rút hồ sơ gốc luôn, định danh biển số luôn anh chị nha. 540, anh chị yêu thích mẫu này liên hệ với em số điện thoại 0937003355 anh chị. Và bây giờ mình đến lại chi tiết của mẫu Xpander này anh chị nha. Em xin mời Mitsubishi Xpander 2021 phiên bản AT số tự động anh chị. Chiếc này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia luôn anh chị nha. Màu bạc ha. Đây, em cận cảnh anh chị nè. Bộ đèn và cái mặt xi ở phía trước nè, mặt mạ chrome ở phía trước nè. Còn rất là đẹp luôn anh chị, không có bị nổ nha, không có bị nổ nha. Đi mới có 18.000 cây thôi, 2021. Đèn anh chị không có bị vàng nha. Rất là đẹp luôn. Nước sơn zin còn xung quanh, cản là còn sơn zin luôn nè anh chị. Đó. Mâm xe, mâm thì ở đây có chè nhẹ nè, mấy này nhẹ là phay lại là hết rồi. Má phanh nè, chuẩn anh chị ha, lắp la lắp lắm luôn. Lớp xe ở đây thì dày cui luôn. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2024, chuẩn xe gia đình nè anh chị ha. Pin cách nhiệt có trang bị sẵn luôn cho anh chị nè. Phơn dán của Mitsubishi Xpander thì phải nói đẹp, đẹp và giá cả rất là cạnh tranh. Cạnh tranh cực kỳ luôn. Sự ra đời của Mitsubishi Xpander là định vị là luôn cái phân khúc MPV này luôn anh chị. Có camera gear nè, logo Xpander đầy tự hào. Cốp sau Xpander thì cốp sau ngồi rất là rộng rãi luôn. Nếu như mà anh chị mình đi ít người nha, mình gặp lại hàng ghế cuối, mình gặp phẳng là như thế này nè, thì tối ưu hóa được cái không gian để đồ của anh chị. Ngồi rất là rộng luôn. Hàng ghế thứ hai rất là rộng, ngồi thoải mái lắm anh chị. Đây ốc keo chỉ nè, em cận cảnh anh chị nha. Thì với những chiếc xe mà bên em bán ra đều có cam kết hết luôn cho anh chị nha. Xe không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số nguyên zin, sơ cua dự phòng mà là chưa hạ luôn nè anh chị. Gầm xe nè, nói em quay cận cảnh luôn anh chị nha. Bên em bán là có bao test hãng luôn. Chiếc này 2021, anh chị mình còn được bảo hành hãng đến năm 2024 anh chị nha. Cứ vô tư đi thôi. Trang bị máy có 1.5, anh chị mình đi kinh doanh thì tiêu hao nhiên liệu xe rất là ấn tượng luôn anh chị nha. Ghế bọc da có trang bị luôn là chảy sàn simili nè. Cửa gió điều hòa, chèn ghế ở phía sau là cũng có luôn anh chị nha. Trần xe ngồi rất cao ráo. Nói chung Xpander ít có gì để chê lắm anh chị. Nhưng mà ở phân khúc này, tầm giá này thì thực sự Xpander rất là phù hợp luôn. Không có cái gì phải chê lắm luôn thực sự đó với mẫu xe này. Những chi tiết này là nhựa hết anh chị nha. Nhựa nè, cái này là vân carbon. Có cân bằng điện tử nha. Xe 2021 mình nhập khẩu Indonesia. Còn trước thời điểm đó là xe lắp ráp Việt Nam anh chị nha. Vô lăng thì ở trong này, cách bọc lại cái bao vô lăng mà bọc lâu quá không tháo ra nó bị sờn. Cái này chắc để bên em vệ sinh đi cho nó hết nha. Ô no xe đây nè, 18.000 cây nè anh chị. Cái vô lăng bị cái này là da nó mà bị dơ, cái này chắc dọn vệ sinh. Lấy cái dung dịch lau ra sẽ hết á. Có ga tự động cruise control nè anh chị. Đề nổ start stop anh chị ha. Màn hình trung tâm thì ở đây anh chủ thay lên cho mình là cái màn hình của Android. Và cái màn hình zin của xe nó sẽ không có được đẹp và nó bự như thế này anh chị ha. Thay rồi. Điều hòa của Xpander là điều hòa cơ, hơi tiếc một tí xíu.
hộp số mình tự động đi cùng với lại phanh tay. Cá nhân em thì thấy cái phanh tay này nó thiết kế cao quá, vì cái bệ thiệt tay này đang thấp mà cái phanh tay này thiết kế khá là cao, không biết. Và bây giờ em mời anh chị mình đến là khoang máy của xe anh chị nha, của chiếc Xpander 2021 này. Trang bị động cơ rất là hiền lành tính luôn, 1.5 lít thôi anh chị. Đây, đây ốc kêu chị, em cận cảnh anh chị nha. Thì với những chiếc xe mà bên em bán ra đều có cam kết hết luôn cho anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nha. Động cơ hộp số mình còn nguyên zin và bao tán hãng luôn, pháp lý chuẩn, đủ điều kiện anh chị mình mua bán sang tên. 2021, chiếc này anh chị mình còn được bảo hành đến năm 2024 anh chị nha. Cho xe mình bảo hành là 3 năm, chiếc 2021, 3 năm 2024 nữa hết hạn bảo hành anh chị. Dạ và anh chị, chiếc Mitsubishi Xpander 2021 phiên bản AT số tự động màu bạc đăng ký biển thành phố Hồ Chí Minh. Em đang chào bán với giá là 540 triệu anh chị nha. Có rút hồ sơ gốc luôn cho anh chị. Xe bây giờ ở thành phố anh chị mình mua về thành phố hay mua về các tỉnh thì nói chung sang tên là đều phải rút hồ sơ gốc hết luôn anh chị nha. Hiện tại đó là theo cái quy định mới. Còn sau này nó như thế nào nữa thì em sẽ chia sẻ thêm cho những cái video tiếp theo khi mà em có thông tin anh chị nha. 540 triệu cho chiếc xe này. Và anh chị nhé, em cũng đang cần thu mua xe hoặc qua sử dụng của tất cả các thương hiệu. Nếu anh chị mình có nhu cầu bán xe nè, lên đời xe hoặc đổi xe, cũng thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em đang để trên góc trái màn hình nha, 0937003355. Em sẽ gửi thông tin chi tiết của xe cũng như là báo cái mức giá phù hợp nhất luôn để anh chị mình đổi xe và mua xe anh chị nha. Vadio và Vios hai chiếc này em sẽ lên thông tin sau luôn cho anh chị. Em xin phép kết thúc video tại đây nha và hẹn gặp lại anh chị ở những chiếc video kế tiếp, những mẫu xe kế tiếp. Em xin chào.